Hiện nay trên mạng xã hội, Vũ Thị Anh Thư hay còn gọi là Thư Vũ đang là cái tên siêu hot. Ngoài việc vướng vào một tin đồn nhạy cảm thì dạo một vòng quanh TikTok, Facebook, đâu đâu cũng thấy xuất hiện hình ảnh và clip của nữ diễn viên về nhà đi con với tạo hình xinh đẹp, nóng bỏng. Anh Thư sinh năm 1998, cô sở hữu số đo 3 vòng là 845788. Cô nàng từng gây sốt khi xác nhận sẽ tranh tài ở đấu trường sắc đẹp lớn nhất Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Tuy không may mắn được chọn vào show, nhưng Thư Vũ vẫn gây ấn tượng bởi nhan sắc điểm 10 và body cực phẩm. Bên cạnh đó, mỹ nhân 9X còn góp mặt trong loạt phim hot như Tình Yêu và Tham Vọng, Về Nhà Đi Con, dù chỉ là vai phụ. Trong một phim đình đám Về Nhà Đi Con, anh Thư có mặt xuất hiện vô cùng chớp nhoáng tại phân đoạn Vũ đưa Thư đi chơi ở biển. Và đây, chính bộ bikini này được xem là outfit xuất hiện tại Về Nhà Đi Con của Vũ Thị Anh Thư.